Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì buổi trưa ngày hôm nay vừa có một cái câu chuyện vô cùng động trời luôn. Đinh Lan vừa mới làm một cái sự việc gọi là chấn động. Đinh Lan đã gửi một bức tâm thư, viết một bức tâm thư gửi thẳng đến thẩm phán Bùi Đức Nam, người sẽ là thẩm phán trong cái phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa cô chú anh chị, một điều khá là đặc biệt mà Đinh Lan đã làm, khá là động trời luôn. Đinh Lan còn mang cái câu chuyện vụ án của Năm Cam ra để mà so sánh. Và điều đặc biệt trong cái bức thư của Đinh Lan gửi đến thẩm phán Bùi Đức Nam đó, thì Đinh Lan đã gọi là cầu xin thẩm phán phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đó chính là những cái kênh YouTube mà đã gọi là Đinh Lan đã liệt kê ra một cái câu chuyện có thể nói là chấn động nha quý vị. Đinh Lan đã viết như sau. Nhìn lại vụ án Trương Văn Cam ngày 30 tháng 10 2003 đó, 10 năm trôi qua, lịch sử có lặp lại cho vụ án mà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm. Một cái sự gọi là láo toét và sự so sánh vô cùng cập cận của Đinh Lan. Bởi vì Năm Cam là cái câu chuyện mà làm những cái câu chuyện mà hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, tệ nạn của xã hội. Còn mà Nguyễn Phương Hằng là cái câu chuyện bức xúc cá nhân, là cái vấn đề mà cho chúng ta thấy rằng đó là những cái gọi là những cái drama, những cái buổi phát livestream của Nguyễn Phương Hằng bên cạnh cái những cái livestream vi phạm đó, thì chúng ta phải nhìn nhận có những cái livestream đã có những cái lợi ích cho xã hội tính đến thời điểm hiện tại luôn. Cho đến là những cái vấn đề gọi là quảng cáo sai sự thật, cho đến cái câu chuyện mà kêu gọi từ thiện nè, cũng vì cái drama của Nguyễn Phương Hằng mới có những cái nghị định được ra đời, và cái quy định về cái câu chuyện gọi là quảng cáo đối với những gọi là ca nghệ sĩ cho đến giờ phút này. Thưa quý vị, và những cái vấn đề liên quan đến thần y cũng được xóa bỏ. Thì chúng ta phải nhìn nhận bên cạnh cái gọi là vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng cho đến giờ phút này, thì rõ ràng thì cũng có những cái sự lợi ích trong drama đó. Nhưng mà Đinh Lan lại mang cái câu chuyện Năm Cam, một cái kẻ mà có thể nói là vi phạm gọi là pháp luật quá rõ ràng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, và nó là một trong những cái tội danh mà bị xã hội lên án, tệ nạn của xã hội, ba cái ma túy, rồi cho đến là những cái vấn đề gọi là vi phạm pháp luật khác nhau nữa, thưa cô chú anh chị. Mà Đinh Lan lại mang ra so sánh, có thể thấy là Đinh Lan này vô cùng kinh khủng, một cái đầu óc tưởng tượng có thể nói là vu khống mà nó trắng trợn. Thưa quý vị, 23 kênh YouTube ủng hộ cho hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng thì liệu có bị xử lý không, thì đợi phiên tòa diễn ra ngày 21 tháng 9. Đinh Lan đã nói như vậy thì chúng ta cùng nhau đợi đi. Vậy thì Đinh Lan mắc gì mà cứ dãy nảy lên dãy ở trên kênh YouTube của mình hàng ngày như vậy? Đỗ Thụy Hương, chủ kênh Quảng Trà Hương Quảng Châu, đe dọa ra tay với Đinh Lan, và hai người đàn ông đe dọa Đinh Lan. Đinh Lan đã nộp chứng cứ tài liệu cho các báo, cho công an phường 6 Gò Vấp, cho thẩm phán Bùi Đức Nam, tòa hình sự thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì có thể thấy rằng nếu như mà chị đã nộp lên gọi là các cơ quan chức năng rồi thì chờ cơ quan chức năng họ giải quyết đi. Đó. Tại sao mà Đinh Lan cứ phải gọi là khi mình đã báo cơ quan chức năng rồi thì mình phải tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng vào công an người ta để cho thời gian người ta làm việc, chứ đâu phải là phải bắt liền hay là phải làm theo yếu Đinh Lan. Đinh Lan là cái gì? Rõ ràng chúng ta thấy là cái hành vi của Đinh Lan là không có hành vi thượng tôn và tôn trọng cơ quan chức năng rồi. Và thậm chí là không tin tưởng cơ quan chức năng luôn. Nếu như vậy thì chị đừng đi tố cáo làm gì chị Lan. Một khi chị đã tố cáo, chị đã nộp bằng chứng cho công an, thì chị để cho công an làm việc. Chứ suốt ngày chị lưu lo trên không gian mạng này là một trong những cái hành vi gọi là cản trở công an làm việc luôn. Rồi chị hỏi tại sao những cái đơn của chị người ta chưa xử lý, chị cản trở vậy sao xử lý được? Ảnh hưởng đến cái quá trình điều tra. Danh sách 23 kênh gọi là vu khống nhục mạ Đinh Lan, thì những cái tên quen thuộc không quý vị? Bọn YouTube này kêu gọi người dân, những thành phần quá khích tấn công tôi. Nếu tôi đến phiên tòa giống như vụ án của Mai Xuân Cường, chẳng có ai kêu gọi tấn công chị cả. Thậm chí đó, ngày hôm nay luôn, trong clip này luôn, em kêu gọi hãy bảo vệ Đinh Lan đi. Tất cả mọi người hãy bảo vệ Đinh Lan để Đinh Lan đến phiên tòa như lời Đinh Lan mong muốn. Nếu chị Lan cần thì ngày hôm đó em sẽ đi hộ tống chị Lan luôn. Hộ tống chị Lan đến phiên tòa để đảm bảo sự an toàn của chị. Hộ tống chị Lan đến phiên tòa như cái lời chị Lan mong muốn. Chẳng có ai mà kêu gọi đe dọa
Đinh Lan đang có thể nói là phóng to, phóng đại hình ảnh của mình lên. Chẳng ai có làm gì cho Lan cả. Đất nước này có pháp luật rõ ràng, ai dám làm gì lắm dầm loạn phiên tòa. Chị khinh thường công an thành phố Hồ Chí Minh, chị xem thường công an là chúng mình, xem thường gọi là trật tự ở khu vực tòa án hả chị Lan? Cụ thể thì cái thư của chị Lan như sau nha quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 9 năm 2023, thư gửi thẩm phán Bùi Đức Nam. Một câu chuyện mà cái bức tâm thư vô cùng động trời như sau đây. Tôi là Đinh Thị Lan. Hôm nay tôi viết lá thư này gửi đến ông một lá thư duy nhất mà và một bộ đơn cuối cùng bộ đơn cuối cùng trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm chuẩn bị xét xử ngày 21 tháng 9 2023. Tôi có gọi điện và nhắn tin cho cậu Thăng để xin được nhận giấy triệu tập đến tòa nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời. Cho dù đến tòa với vai trò gì thì cũng gửi giấy triệu tập cho tôi. Đơn của tôi có tổng cộng 169 trang tài liệu đính kèm, cực kỳ kinh khủng. Tôi muốn được đối chất về bị cáo Hằng là tại sao để đất nước chúng ta lâm vào cảnh vô văn hóa như vậy. Bị cáo Hằng đem chuyện gia đình, riêng tư gia đình mình lên mạng xã hội để điêu biếu, làm nhục hết người này đến người kia. Chồng bị cáo Hằng là người tiếp tay rõ ràng. Đình Lan rõ ràng vẫn đang vu khống ông Dũng nha. Đình Lan trong đơn của mình vẫn khẳng định là ông Dũng tiếp tay, mà trong khi là cơ quan chức năng người ta đã xác định rồi, ông Dũng không có hành vi đó. Ngày 26 tháng 1 2022, diễn ra du lịch tại diễn ra tại khu du lịch Đại Nam, ông Dũng đã chiêu đãi hàng trăm YouTube cùng gia đình của những người đó. Cái vấn đề chiêu đãi là cái câu chuyện mà người ta tiếp khách mà chị Lan. Ngày 9 tháng 2 2022, tôi Đinh Lan, chị tôi là Đinh Chiên, bị một nhóm YouTube ra tay khiến thương tật 20% tại Gò Vấp. Có nghe giọng đọc giọng của bị can Nguyễn Phương Hằng gọi cho Trần Hoàng Ngoan, em và Hồ Minh Điền hỏi con đang ở đâu. Nội dung clip livestream đó còn trong clip mà công an Gò Vấp gần 2 năm qua vẫn không chịu điều tra. Tố luôn công an quận Gò Vấp là không chịu điều tra cho chị Lan. Trên này Đinh Lan này khá là ghê gớm nha. Mong rằng các anh công an tại Gò Vấp nghe được cái này để mà xem xét lại và làm rõ có đúng như chị Lan nói hay không nha. Rồi clip đại tá Lê Hoài Phong, nguyên trưởng công an Gò Vấp, livestream cùng Võ Minh Điền vu khống tôi dính hàng ngàn án, lên phường khỏi về cũng không bị điều tra. Cậu đoàn cảnh sát khu vực công an phường 6 Gò Vấp cũng có mặt trong lúc nhóm YouTuber tấn công nhà tôi. Vụ án Nguyễn Phương Hằng gây ra cho tôi là một chuỗi hành vi vi phạm pháp luật chưa được giải quyết, nên kính xin thẩm phán hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cuối cùng thì Đinh Lan vẫn mong muốn là trả hồ sơ nha các vị. Chúng ta có thể nhìn và nghe được cái ngôn từ của Đinh Lan trong một cái bức thư gửi đến thẩm phán Bùi Đức Nam. Đinh Lan đang làm một câu chuyện vô cùng ghê gớm nha cô chú chị. Những cái từ, những cái câu của Đinh Lan dùng đều có thể nói là khẳng định, đều khẳng định là bà Nguyễn Phương Hằng đã làm và ông Huỳnh Uy Dũng đã là đồng phạm, mặc dù cơ quan chức năng người ta đã gọi là đưa ra những cái kết luận rồi và vụ án chưa đưa ra xét xử. Nhưng mà Đinh Lan quá ghê gớm, Đinh Lan điện luôn, điện của trợ lý tòa án gì Lan Thăng gì đó, là muốn nhận được giấy triệu tập dù đến gọi là với cái vai trò gì. Chúng ta có thể thấy là Đinh Lan lần này là quyết tâm rồi, quyết tâm phải đến tòa để đối chất vào Nguyễn Phương Hằng. Nghe là mắc đi toilet rồi chị Lan, mắc đi toilet liền luôn. Với những cái câu từ của chị, chị đang vu cáo cho người khác mà không có một cái gọi là cái cơ sở nào hết. Thậm chí luôn cả cơ quan chức năng công an quận Gò Vấp, người ta vẫn đang điều tra lại và cái vụ án đang chờ phúc thẩm, chưa biết cái kết quả nó ra sao. Người ta vẫn đang điều tra lại mà. Nhưng mà chị Lan này đó, rõ ràng chị Lan là không có cái tinh thần gọi là phượng tôn pháp luật rồi, xem thường gọi là lực lượng gọi là chức năng quá trời. Từ đến cái vấn đề chị Lan cho rằng là cái vấn đề an ninh an toàn của chị Lan chẳng là cái quái gì để mà người ta gọi là tấn công chị Lan. Đất nước em có pháp luật, chị Lan muốn biêu điếu cái điều đó để cho bạn bè quốc tế thấy, đúng không? Muốn biêu điếu điều đó không? Còn cái thời gian mà chị tố cáo, chị nộp cho cơ quan chức năng thì chị phải tôn trọng cơ quan công an, trong khi là chị đã nộp chứng cứ, nộp đã cái đơn tố cáo của chị rồi, thì người ta phải cần có thời gian để mà xác minh, để mà làm việc điều tra, chứ đâu phải là người ta không làm đâu. Chị cứ lên trên mạng, chị cứ bu lô bu la tối ngày, chị nói là công an Gò Vấp thế này, công an Gò Vấp thế kia. Mục đích của chị biêu điếu này để làm gì? Để cho ảnh hưởng đến uy tín, đến gọi là uy tín của công an Gò Vấp, đúng hay không? Mục đích của chị là như vậy hay không?
Và bốn ngày hôm nay chị biết lá thư này cũng để là gọi là những cái thành phần, những cái phần tử như là Trần Đình Thu nè, những năm qua Tiến Dũng nè, dựa vào câu chuyện của chị để mà nó xuyên tạc, nó vu khống, nó làm gọi là khiến cho mất đi cái hình ảnh tốt đẹp của ngành công an, đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh hay không, khiến cho người dân họ hoang mang, họ mất đi cái niềm tin vào đảng và nhà nước hay không. Đó là mục đích cuối cùng của chị, đúng không chị Lan? Mục đích cuối cùng của chị vẫn là như vậy hay đúng hay không? Trả lời một câu đi. Mục đích của chị là như thế nào ngày hôm nay? Đặt ra chúng ta có thể thấy rằng là chẳng có ai mà ngu ngốc để mà tấn công Đinh Lan và Thủy Nguyên Tại, cho các vị đều nhìn nhận rất rõ ràng, nói thẳng ra luôn, không ai ngu ngốc để làm điều đó cả. Và Đinh Lan cũng thừa biết cái điều đó, Đinh Lan thừa biết luôn, nên mình nghĩ rằng là như vậy. Nhưng mà Đinh Lan vẫn đang cố tình làm cái câu chuyện nó khùng điên lên thôi, như vậy thôi, để người ta chú ý Đinh Lan. Chứ trên thực chất chẳng có cái quái gì cả, thưa quý vị, không ai khùng điên để mà làm những cái câu chuyện mà nó đẩy cho người ta đi vào gọi là chạy giam cả. Đâu ai điên khùng để làm câu chuyện đó ra. An ninh, pháp lực, công an đùa với gọi là đùa với công an để mà tấn công Đinh Lan một cách ngu ngốc như vậy hay sao? Đó là một điều mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, bản thân Đinh Lan cũng biết. Và để xem rằng có thật là Đinh Lan đã gửi bức thư này hay không. Tại vì Thanh Nguyên thấy rằng chỉ viết lên tác cộng đồng thôi, không biết là đã gửi đến thẩm phán Bùi Đức Nam chưa, và ghi là ngày 7 tháng 9, ngày hôm nay đã là ngày 10 rồi. Nếu như đã được gửi thì có lẽ là đã tới rồi, thưa quý vị, có lẽ là đã tới rồi đó. Nếu như có gửi thì để xem rằng tòa án có xem xét hay không. Thanh Nguyên nghĩ rằng một cái đơn gọi là nó không có những cái căn cứ, và thậm chí với những cái lời lẽ y chang như Lê Tùng Vân, y chang như Lê Tùng Vân luôn, không khác nào. Với những cái lời lẽ mà vênh váo, xem thường pháp luật như chị Lan, bác bỏ ngay thôi, bác bỏ ngay lập tức thôi, thưa cô chú anh chị. Và những cái diễn biến tiếp theo liên quan đến phiên tòa xô Nguyễn Phương Hằng thì có lẽ rằng cũng sẽ có những cái tin tức mới trong khoảng thời gian tiếp theo. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, thưa quý vị, thì đã là ngày 10 tháng 9 rồi. Chúng ta cùng chờ đợi những cái diễn biến, những thông tin mới. Còn riêng đặc biệt với chị Lan, Thanh Quyền tin rằng là BC02 họ vẫn đang dòm ngó Đình Lan đó. Thưa quý vị, khi có thông tin mới, Thanh Quyền cũng sẽ liên tục cập nhật gửi đến cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Và bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.